Hello các bạn, đã trở lại với clip How Book tháng 11 rồi. Nên mình sẽ đọc thêm một số cuốn, có thể là mình sẽ đọc trong tháng này. Những cuốn sách này không hẳn là mình mua, một số thì do của mẹ mình mới mua và của chị mình nữa. Chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên ở đây mình có hai cuốn trong cái bộ đôi Chuyện Vặt Của Book. Thì cái bạn này chắc cũng là khá là nổi tiếng, bạn tác giả cũng nổi nổi gần đây, tác giả trẻ với thể loại là truyện tranh. Ngày xưa mình 2017 mình mua hai cuốn này, bây giờ hình như nó ra cuốn phần 3 rồi. Mà mình thích cái cuốn này bởi vì những cái nội dung trong trong truyện nó kể rất là nhẹ nhàng và nó vui, nó không có quá là nó nhí nhố như là Thỏ Bay Màu lắm, nhưng mà cái này nó nhẹ nhàng tình cảm. Này mình có coi livestream của bạn mấy lần này, bạn đang ở trên Đà Lạt đấy, thì ngày nào đó mình dẫn xem mình sẽ làm tới cuốn 3 luôn. Giờ tháng này maybe mình sẽ đọc lại với cuốn này để có cảm xúc lại, cho mình nó nuôi dưỡng cảm xúc của mình, tâm hồn mình nhiều hơn. Rất thích hai cuốn này nhé. Có một cái bộ collection khá là phong phú, Makoto Shinkai Năm Cố Vườn Của Ngôn Từ, anime movie rất là hay, rất là nổi tiếng rồi ha. Thì bây giờ cuốn này chị mình là fan của Makoto Shinkai. Bộ phim mà coi nó rất là cảm động, và âm nhạc nội dung, nói chung là mấy cái phim của ông này âm thanh và hình ảnh đều đều rất hay. Gọi Từ Xa Từ Vì Sao, cuốn này tên khá là lạ. Cuốn này cũng từ hoạt hình mà chuyển thể thành tiểu thuyết, giống như là 5 cm trên giây à, cũng khá là đáng để mong chờ. Thì nhắc tới 5 cm trên giây đây, 5 cm trên giây, cuốn này nó từ lúc mình còn hồi là học sinh luôn, cho nên là các bạn cũng không cần phải quá lo lắng về cái độ hay của nó nữa ha. Thì nó sẽ đến đây để mình sẽ đọc. Ngày trước mình coi tới Makoto Shinkai, mình đa số mình coi tới anime nhiều hơn, nên lúc ngày xưa mình không thích đọc sách, nên bây giờ mình sẽ dành thời gian mình nghiên cứu cái tác phẩm tiểu thuyết Văn Ngọc của Makoto Shinkai. Đọc cái tên nó hay bị lộn quá. Đây là cái bộ mà mình nói là mình chiêm ưng nhất của tác giả này, Jonam Kimino Nawa. Mình đã xem cái bộ vô này ở ngoài rạp chắc cũng ba bốn lần rồi. Rồi mỗi lần với những người khác, những người bạn khác nhau. Có lần đi chơi theo với con chị của mình đó, và mấy lần kia mình đi với mấy người bạn khác của mình. Mình coi định dạng IMAX 3D, mình coi cả hình như là 2D luôn. Mình nói chung mình có rất nhiều định dạng của phim này. Bộ phim này các bạn lại cảm xúc cho mình rất là nhiều, và cái năm đó cho mình cảm hứng rất là nhiều luôn. Bộ phim này, và đây là cuốn tiểu thuyết của nó. Nhưng mà nghe con chị mình nói thì cuốn này đọc xong coi, nếu mà có phim rồi đọc cuốn này qua có thể thất vọng. Nhưng mà là mình cũng sẽ ráng dành thời gian mình đọc nó luôn thêm như thế nào. Thì đây là kể như câu chuyện một anh chàng xuyên thông, không không phải là anh chàng, đúng rồi, anh chàng sinh viên vậy, xuyên thông về tương lai quá khứ, đi gặp cô gái trong cái đã chết ở cái tỉnh đó. Một câu chuyện nói chung là rất là truyền cảm hứng cho bạn, có một cái động lực gì đó trong cái cuộc sống rất là hay. Đặc điểm chung của mấy cái bộ của ông Makoto Shinkai này thì ổng làm âm thanh rất là hay, âm nhạc rất là hay, và phim hình ảnh tuyệt vời luôn, cho nên là một câu chuyện rất là đáng để xem hoạt hình. Tôi không nói là cái cuốn này sẽ hay, nhưng mà tôi nghe đồn tôi bị chê rồi, cho nên là để tôi coi coi nó có bị dở như cỡ nào hả. Còn cuốn này cũng là John em, nhưng mà nó là Another Side, maybe là một cái bản mở rộng, nhưng mà cái tên thì mình sẽ thấy nó khác chút xíu. Cái tên này không còn là cuốn Makoto Shinkai nữa, Kano Arata ông này thì đó, cho nên là mình không biết là cái cuốn này có hay hay không, nhưng mà maybe mình vẫn sẽ đọc cuốn này. Thì mình rất thích do em ấy đến mình công cái cuốn này, Tiệm Của Những Lá Thư. Nhìn hình ảnh nó giống một cái quán cà phê ở chiêu chiêu rồi đó ở Sài Gòn ha, nhìn giống như khu đường sách vậy. Nhà mình cũng rất hứng thú khi hai cái bìa này, mình nên mình xui tay của chị mình để mình đọc luôn. Thì nếu mà như mà thời gian mình có nhiều thời gian, mình vẫn chưa nhận cái job mới của mình, thì maybe lỡ mình vẫn còn ở nhà nhiều thì mình sẽ đọc mình bao hết đống này. Phía sau mình có cái hình cũng rất là nhà sách, cà phê sách ở đây, thì cũng có gì nó toát ra cái mùi Nhã Nam Thư Quán, mặc dù cái này là nhà xuất bản Văn Học, nhưng mà nhìn nó chiêu chiêu như kiểu của Nhã Nam á. Ở đằng này mình mở vô cũng thấy là có vẻ là muốn đọc rồi, nhìn thiết kế rồi đẹp, tác giả hình hình chỉnh chu, mình rất thích đọc. Tại vì cá nhân xuất phát mình là thằng thiết kế, mình là graphic designer, mình đánh giá xuống sách hầu như là ra rất nhiều do cái cảm quan thiết kế của sách, một cuốn sách hay.
và nó có bán chạy hay không, cho những cái lần tái bản lần sau đó, nó phải được thiết kế rất là đẹp. Còn nếu mà những sách mà bán thiết kế cái bìa xấu thì chắc chắn là khó đâu nó bán được. Cho nên góc độ của nhà thiết kế như mình thì mình đánh giá cái ngoại hình của sách rất là cao. Nhiều bạn mua sách thì chắc chắn sẽ không có điều này giống như mình, nhưng mà mình có tôi cho bên cửa sổ của này cũng khá là nổi tiếng, được nhiều bạn khen lắm rồi. Hạ Khúc cũng có đọc được, phải hình như là Viking Nga cũng đã có đọc. Chồng mình coi, mình coi nhiều book book tút quá giờ mình không nhớ chính xác ai đã review cuốn này, nhưng mà cuốn này cũng nổi tiếng. Bây giờ sách cũng rất gặp đọc rất nhiều, bạn bè mình cũng đọc rất là nhiều. Giờ mình mượn cuốn này của chị mình để mình đọc. Này của Nhã Nam, lần đầu tiên trong cuộc đời mình thấy cuốn của Nhã Nam thiết kế cái bìa đã xấu như vậy. Nhưng mà thật sự thì chắc cái này do nguyên tác của tác giả bản gốc bên nước ngoài nó vậy, nên nó bắt buộc cái nhà xuất bản của Việt Nam mình cũng phải làm giống như vậy. Nên là không thể nào, chắc là không thể nào dễ được cái hình cái bìa khác hay là thiết kế khác, nên là phải xấu xấu như vậy. Nhưng mà chắc là nội dung cũng khá là hay, nghe nhiều người khen lắm rồi. Hai cái cuốn về nó hơi tâm sự linh Louis Hay, cuốn này mình mượn của mẹ mình, tên là Sức Mạnh Thần Thánh Ở Trong Ta. Nghĩa nó hơi inside mang mai. Nói chính xác là cái bìa mới có phải như vậy không, nhưng mà cái này của Nhã Nam thiết kế. Các bạn Nhã Nam thiết kế nào cũng đẹp, cái bìa cũng đẹp hết, hầu như là vậy. The International Bestseller, cuốn này bán chạy đến thế giới luôn. Nghe là thấy có vẻ là nó chim ưng rồi đó. Louis Hay, bài này cũng khá là già. Có vẻ như đọc cuốn này chúng ta sẽ được unlock một cái gì đó, tiềm tàng sức mạnh, hoặc mình đã biết, mình sẽ biết được cái giá trị bên trong con người của mình. Đấy là vậy. Mình sẽ cố đọc hết cuốn này rồi mình sẽ chia sẻ với các bạn. Mình cuốn từ Osho, bạn mình có giới thiệu recommend cho mình mấy cái bộ của Osho. Thì trong đó Osho có cuốn Thiền của Osho. Nhưng mà nhà mình thì đây, nhà mình có cuốn Thiền của Krishnamurti, Thiền Meditation. Cuốn này được viết song ngữ luôn, vừa tiếng Anh và tiếng Việt. Nào mà muốn nghiên cứu luyện tiếng Anh cũng được, thì cuốn này có thể đọc được tiếng Việt và tiếng Anh. Cái bìa phía sau nó cũng ná, cái bìa phía trước nó cũng hơi thiếu sáng tạo xíu, mình đánh giá thấp cái bìa thiết kế cuốn này. Nhưng mà cái tên của ông này thì mình đã nghe, mình đã biết tới cái tên của ông Krishnamurti này rồi, biết là nó có hay không. Nhưng mà cái bìa này không bắt mắt lắm. Ok, nhưng mà Osho của Osho thì được thiết kế đẹp hơn, mình muốn đọc cuốn Osho nhiều hơn. Và mới chở mẹ mình đi Vạn Hạnh Mall, gọi là Book City của nhà sách Phương Nam nhỉ. Đó thì đây là của tác giả Toshimi Kayaki, là một tác giả người Nhật nữa. Giờ này mình có duyên đọc cho mấy tác giả người Nhật lắm. Thì đây là cuốn Sống Xanh Như Những Lá Trà matcha nè, Guilty Living. Mà thiết kế cái bìa này, nó thiết kế bìa rất là đẹp, nhìn nó kiểu matcha luôn, rất là xanh, rất là trà xanh. Mà cái này mình hơi bất ngờ xíu là hình như là nhà sách Phương Nam họ có một cái kinh doanh riêng là với cái Phương Nam Book. Thì họ cũng có xuất bản riêng, mà thấy đây của nhà sách Phương Nam đây là họ tự xuất bản những sách mà họ tuyển chọn luôn, họ tự biên soạn, họ dịch lại. Đây là khá là cũng là một cuốn sách nói về ăn uống của người Nhật thôi, mình nói là vậy. Thiết kế nhìn rất là đẹp, mấy cái kiểu thiết kế vẽ 2D thế này nhìn nó rất là iconic luôn, nên là mẹ mình mua. Và cái đặc biệt bên trong nó cũng rất là màu xanh, trong này xanh matcha dữ lắm luôn. Sẽ có một cái bookmark khá là bự nhất trong này, có bookmark mà mình từng gặp luôn. Trong này có cái loại giấy nó cũng khá là hơi ngã xanh chút xíu, hình ảnh được thiết kế màu của màu xanh, nhìn rất là muốn đọc, nhìn rất là dễ hiểu, rất là dễ vô trong đầu mình luôn. Này thật là matcha. Này mình đang hơi ớn cái màu xanh chút xíu, tại hôm bữa mình mới uống cái bột cần tây gì đó, mình có review cái bột cần tây đó, nhưng mà mình cảm thấy sau khi mình review xong thì chất lượng nó không như mình mong muốn, cho nên là mình đã không up cái clip đó lên. Nhưng mà nói chung là giờ mình thấy cái mùi màu xanh xanh mình thấy hơi ớn như cái vụ matcha đó, nên là chắc cuốn này sẽ đọc sau cùng. Cái dư vị trong cái họng mình và cái mùi cần tây nó vẫn còn rất là kinh khủng. Bây giờ mình có ăn ít để khỏe, ăn cái để khỏe, cái biển bị cứng rất là tối giản, ê chán, màu đỏ kích thích cho cái sự ham muốn ăn uống của con người mình. Nhỏ hơi trên cái phong nền màu trắng, rất là đơn giản, phong chữ rất giống kỳ thư pháp của tác giả Yoshinori Nagumo. Minh Yến dịch, một bữa là đủ sao cần phải ba bữa. Cái này là nghe là giống cái phương pháp keto, ăn keto của bà chị bạn mình có quen một chị bạn mà ăn theo phương pháp keto. Thì cái này là mình nhớ mãi tới bà, tại vì bà trường phái không ăn buổi tối, bà không ăn, và ăn một ngày bà ăn một cục, kiểu một bữa thôi phải, nhưng bà thấy bà không hẳn là một bữa, nhưng mà bà ăn rất là ít, bà ăn không nhiều, nhưng mà bà vẫn sống rất là healthy, bà
bà rất là khỏe mạnh và tươi trẻ, mặc dù bà chính sinh năm 91. Bị cứng, mình rất thích những cái cuốn sách bị cứng như thế này. Và sẽ tới hạ ở đây họ còn có cái mã QR code cho mình scan. Đó, có tem chống hàng giả. May mình fan của Hành Trình Phương Đông. Đó, ok. Thì cũng ông này, Nguyên Phong, ông dịch giả của nhà xuất bản, ông dịch giả của cuốn Hành Trình Phương Đông khá là nổi tiếng ở Việt Nam mình. Hầu như cuốn đó là cuốn nhập môn, cuốn sơ khởi cho những ai muốn tìm hiểu về tinh hay là khoa học vũ trụ hay là phương huyền học gì đó. Thì cuốn này mình nghe nói rất là nhiều, nó bán chạy rất là hot trong khoảng thời gian vừa qua. Có cuốn 2 rồi, cuốn 2 sẽ có hai cái con sao ở đây, còn cuốn 1 thôi. Nhưng mà cái cuốn 1 này thì chỉ có một, nó có một cái mình cuốn 1 có cái bản bị cứng. À, đây, tên tiếng Anh của nó là Many Life, Many Time, là muôn dịch sang tiếng Việt, nó nghe văn chương là muôn kiếp nhân sinh. À, nhà của nhà xuất bản First New. Thì cái cuốn này nó rất là hot tới cái độ mà nhà xuất bản họ xin phép Nguyên Phong, ông tác giả đó, xuất bản ông một cái cuốn. Hôm bữa mình mới thấy cái thông tin order của cuốn đó luôn, là sẽ có thêm một cái phiên bản đặc biệt giới hạn trên toàn thế giới, khoảng 500 mấy cuốn hay 600 mấy cuốn gì đó, không biết chính xác số lượng, nhưng mà nó bản limited edition và nó được làm dưới dạng bìa bọc da, thiết kế in ấn rất là đẹp, có nhũ vàng lên luôn, và da giả BU, nhưng mà nó nhìn cũng rất là sang xịn mịn. Hình như mình nhớ cái bìa màu tím, màu xanh xanh, tím giống vậy luôn, không có in hình như vậy, chỉ in cái nhũ thôi, chữ muôn cái nhân sinh lên, và giá nó khoảng hơn 3 triệu trong cuốn sách, thấy nó rất là đắt, cho nên là phải nói là cái cuốn muôn cái nhân sinh này rất là hot, giá trị nó rất là cao, cho nên là bạn mình, anh bạn trung phòng của mình thì chơi cuốn này không hay, nhưng mà mình coi rất là nhiều bút tút các bạn review khác thì cuốn này khen quá trời hay luôn. Nó nói về những cái kiếp sống của những con người, những người bạn của ông Nguyên Phong này ở những cái kiếp sống trước, họ ở Ai Cập hay là ở những cái nền văn minh, tiền văn minh cổ đại gì đó, rất là hay. Những cái kiếp luân hồi của con người đó, những cái đó. Nếu mà ai chưa đọc Hành Trình Phương Đông thì nên đọc Hành Trình Phương Đông trước, đọc những cuốn sách mà nó mở vỡ lòng thôi, từ từ mình hãy nâng cấp level mình lên đến những cái cuốn này. Nếu mà bạn nhảy qua liền cái cuốn này, nghe quảng cáo nhiều quá mà nhảy thẳng tới cuốn này luôn, thì có khi là bạn sẽ bị thấy những cuốn sách này giống như những cuốn sách khoa học viễn tưởng hay là những cuốn sách mà nó hư cấu thôi, mà nên đọc qua những cuốn nhẹ nhẹ giống như Nhà Giả Kim hay là Hành Trình Phương Đông sẽ rất là hợp. Và đây là số lượng sách tháng này, tháng 11 này mình sẽ đọc, maybe mình sẽ đọc, hoặc là mình nếu mà mình bận quá mình sẽ không đọc hết, thì mình sẽ complete nó hết từ từ thôi. Hy vọng mình sẽ có dịp mình chia sẻ hơn cho các bạn nữa để những cái clip book house lần tới. Nếu bạn nào hay thích cái video này, hãy cho mình xin một like, một share đến những người nào bạn cảm thấy cần thiết cái xem video này. Và bạn có ý kiến gì về những cái số sách này, những cái cuốn sách về sức khỏe, những cuốn sách về tâm linh, cũng là kỳ này hơi nhiều tâm linh, tại vì đa số là sách của mẹ mình. Đây là phần bình luận ý kiến bên dưới. Và đừng quên cho mình muốn đăng ký nếu subscribe, chứng nút thông báo kế bên để mình có thêm động lực cho ra thêm nhiều video nữa về book như thế này. Cuốn này mình cũng rất là so excited, rất là muốn đọc nó, nhưng mà nó biết phải để về sau cùng, tại vì còn quá nhiều sách hay, như là cái bộ series về của Makoto Shinkai. Mình yêu John Em, nhưng mà mình nghe chị mình chê John Em cuốn tiểu thuyết, cho nên là mình đang rất là đắn đo, không biết nó dở cỡ nào. Bây giờ mình sẽ cố gắng review hết luôn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau của mình.